ấm áp vô cùng. Ngắm mái đình làng vừa mới xây xong, nhân dân ngóng đợi từng ngày, mà nay vẫn đợi chờ ngày hôm nay. Mượn câu hát chèo ca ngợi quê hương, có đảng có bác dẫn đường, chung tay xây dựng quê hương đẹp giàu. Đẹp mãi đình nghỉ làng, quê hương tái lai tiến lên từ đời. Đẹp mãi đình nghỉ làng, sử vàng đã trao sang ngời di tích, rạng rỡ đình làng, rạng rỡ quê hương vui ngày đón khách thập. Hãy subscribe.
Dỗ Đức Thánh Nguyễn Mục thờ tại đình Bối Khê. Tướng Nguyễn Mục là một trong hai vị tướng giỏi nhất của triều Hùng Duệ Vương thứ 18. Được đình thờ tướng Nguyễn Mục được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhà nước cũng như là cấp tỉnh
đã công nhận là di tích lịch sử văn hóa, lịch sử và văn hóa quốc gia năm 1999. Thời gian vừa qua như chúng ta cũng đã biết thì đình xuống cấp rất nghiêm trọng, có nguy cơ sập sụt các ban thờ, ban thánh tiết, các cụ nhà đình phải dùng các cái cột thép để chống đỡ. Vừa rồi thì là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã có một quyết định gọi là cấp thiết trùng tu tôn lại, tạo lại đình Bối Khê. Tuy vậy do cái quá trình lịch sử của nước ta thì các cụ, các vị chúng ta cũng đã biết là có từ thời Hùng Duyệt Vương, là thời trước Công Nguyên, cho đến bây giờ thì có rất nhiều danh nhân được nhà nước cũng như là quốc gia cùng các địa phương thờ phụng. Do đó mà cái kinh phí để dành cho di tích của chúng ta trở nên là nó khó khăn và có hạn, thì được sự công đức của tất cả các tổ chức, các tập thể, các gia đình và cá nhân ở trong và ngoài địa phương, vừa qua thì xã nhà đã tiến hành trùng tu tôn tạo, gần như là xây dựng lại, gần như xây dựng lại đình, giữ nguyên kiến trúc của đình và chỉ nâng cấp lên để chống mối. Và đã nâng cấp lên thì buộc phải nâng cấp khung và mái tường của đình. Và cho đến bây giờ thì công việc do nhiều lý do mà vẫn còn dở dang. Tuy vậy ngày hôm nay thì ban quản lý di tích cũng như là ban thánh tiết đã quyết định vẫn tổ chức lễ dỗ Đức Thánh Nguyễn Mục bình thường như mọi năm vào hôm nay ngày mùng 2 tháng 11 âm lịch. Thì vừa rồi về dâng lễ thánh thì có Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ban ngành đoàn thể của xã, ban quản lý di tích xã cùng chi ủy, ban chỉ huy thôn, ban công tác mặt trận và các đoàn thể các thôn trong xã. Đồng thời có ban khánh tiết của các đình kênh thượng, kênh hạ và lạc thủy đông kết về dâng lễ thánh và về dự buổi lễ ngày hôm nay. Ở các thôn thì có các tổ chức tự nguyện, các tập thể, các gia đình ở các ngõ xóm cũng đã đến dâng lễ để lễ thánh. Trong buổi lễ Đức Thánh ngày hôm nay, ban khánh tiết không tổ chức tế thánh, do vậy mà dành toàn bộ thời gian cho ban quản lý di tích quán triệt một số nhiệm vụ, tiếp tục xây dựng lại đình cho hoàn thiện. Sau đây ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Tường Thế Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phó trưởng ban quản lý di tích xã và trưởng ban kiến thiết lên có một số ý kiến phát biểu với quý vị và toàn thể các cụ, các vị. Xin kính mời ông Tường Thế Đoàn. Kính thưa các cụ, các bà, kính thưa toàn thể nhân dân, kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, cùng ban chỉ các thôn, các lãnh đạo các đơn vị kinh tế, các đơn vị doanh nghiệp, cùng tập thể các ban ngành trong xã, trong và ngoài xã. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban xã xin gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn đến toàn thể quý đại biểu cùng quý bà con nhân dân đã dành thời gian có mặt ngày hôm nay để dâng lễ thánh cùng với dự buổi lễ dỗ cùng với ban quản lý và cùng với nhà đình. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Tôi cũng thay mặt ban quản lý, thay mặt ban xã xin có đôi lời đến quý đại biểu, quý bà con nhân dân. Về cái ngôi đỉnh thì tôi xin được phép nói sơ qua về cái lịch sử ngôi đỉnh, cái lại thời lễ vị thánh nhân tại ngôi đỉnh này. Bởi vì thế này, gần đây sau cái đợt trùng tu di tích này thì đa số, kể cả như các vị trí lãnh đạo, cán bộ công chức chúng tôi thì mới có điều kiện, thời gian nắm bắt cái tìm các cái sử liệu để tìm hiểu kỹ các nguồn lại
gốc tích của cụ thánh của ta, nên lại cụ đình chùa chúng ta là thờ ai, thờ những vị gì, với mục đích gì. Đấy. Thì qua đó thì chúng tôi mới nắm được. Thì cũng trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng được biết là ngôi đình chúng ta cũng đã sập sệ, thực ra là không phải mới mà cũng rất nhiều năm nay. Đấy. Đợt trùng tu gần đây nhất chúng ta cũng đã được hỗ trợ trùng tu, cũng sự đóng góp rất lớn của bà con nhân dân chúng ta là trùng tu vào năm 2017. Nhưng mà qua được đó thì cái bảo quản chúng ta mới có cái sự quan tâm đến di tích chúng ta là có sự thiếu sót. Lên khoảng vài ba năm nay thì di tích chúng ta, nhất là đình chùa chúng ta, thì đã được khang trang, đã được bà con với các Phật tử là đóng góp được công đức để xây dựng, là đã hoàn thành khoảng năm 2015-2016 là đã hoàn thành xong các hạng mục. Riêng đình chúng ta thì đã xuống cấp, nhưng mà cái sự quan tâm, cái sự đóng góp với lại cái gì thường xuyên thì nó không có, đâm ra là nó sập sệ, xuống cấp và mối ăn rất nhiều. Thì vừa rồi chúng tôi cũng có lưu lại những cái thước phim dữ liệu, cái này thì bà con rồi cũng có thể tìm hiểu trên cái chúng tôi chỗ bác Viên đây, camera đã đăng trên kênh YouTube chúng ta cũng xem. Thì sau khi là chúng tôi kiểm tra, giám sát và nắm bắt được đình chúng ta đã xuống cấp rất nhiều đấy, mà sau khi tháo dỡ thì mục chương trình chúng tôi là dự tính là ngân sách tỉnh các thứ sở văn hóa là hỗ trợ là đạt được khoảng 4%. Kể cả theo kế hoạch định ban đầu là dỡ xuống chúng ta tận dụng là ít nhất là khoảng 40-50% các cái hạng mục, các cái gỗ. Nhưng mà sau khi là được phép của sở văn hóa tháo dỡ xuống thì các cái hạng mục gỗ chúng ta gần như không sử dụng được. Hiện tại thì các cụ nhà đình cũng đã do để dành cho buổi lễ hôm nay thì đã thu gọn vào các góc kia và để một số để bảo quản để sau này để làm chứng tích, thành di tích. Bởi vì những cái mà cái chúng ta tháo dỡ đang để lại là đã hoa văn rất cổ, thì chúng tôi cũng không nắm được từ bao giờ cả. Đấy, nhưng mà theo cái sử liệu của viện Hán Nông về cái thần tích của ngôi đình ấy, thì cái sử tích ngôi đình được biên soạn mà được lưu trữ viện Hán Nông, thực ra là nhà đình không lưu được cái sử tích. Nhà đình hiện tại là ủy ban xã đang lưu giữ là 13 đạo sắc phong. Đấy, 13 đạo sắc phong đạo. Đấy, cái gì thì tôi sẽ nói sau. Còn về cái sử tích của nhà đình thì cái... Có xe lui ra đây cho nó phải lắm không? Cái gần đây nhất là theo dịch giả lại là từ khoảng 1500. Đấy, nó vào khoảng thế kỷ 14. Đấy, khoảng 1500 đấy. Mà cái sau lúc đấy là do cái học giả là tên là Nguyễn Bính của Học viện Quốc Tử Giám ngày xưa. Đấy, thì bây giờ đang gọi là chỗ Quốc Tử Giám bây giờ vẫn là cái di tích đó. Thì đã sao dịch lại thì đấy. Còn để mà tài liệu lâu đời hơn thì là chúng ta cũng không lưu giữ được, kể cả cái sắc phong mà lâu đời hơn thì chúng ta cũng không lưu được. Đấy. Thì theo cái truyền thuyết thì cụ đình chùa của chúng ta đã trải qua là hình thành từ thời Hùng Diệu Vương và trải qua các triều đại là Đinh Đê Lý Trần. Chúng ta là cái gốc tích của cụ để rất lâu. Thôi thì tiện tiện thì nói đến đây thì tôi cũng nói sơ qua, bởi vì lúc nãy tí nữa thì chỗ ông Đáng sẽ để tranh thủ sẽ nói sâu thêm, thì tôi sẽ nói sơ qua là về cái lịch sử của cụ. Cụ thánh của chúng ta là đang thời đây là cụ Nguyễn Mục. Cụ này thì đúng là gốc tích là cũng không phải ở địa phương chúng ta. Cái cụ này gốc tích thì là của những bố mẹ là ở người ở gốc Bắc Ninh thôi. Đấy, nhưng qua quá trình học hành đấy và thi cử và làm quan thì cụ đi qua kinh lý đây, thì là cụ cái thế đất đây, và lúc đương thời cụ sống cụ cũng đã chọn cái thế đất ở Bối Kê này để làm cái nơi trú quán và nơi đi lại. Đấy. Và sau này là khi cụ quá cụ mất thì cụ cũng chọn nơi đây để làm nơi chôn cất và để nơi thờ cúng. Thì cùng Nguyễn Mục chúng ta ấy, thì có công lao rất lớn là cùng với thời sinh ra từ thời Hùng Diệu Vương. Đấy, thì
cụ này đã có công lao cai quản mà cụ sau khi thi ứng khí và thi đạt đỗ đạt ấy, thì nhà vua có giao cho cụ cai quản trấn Sơn Nam. Cái trấn Sơn Nam ngày xưa ở khu vực quanh đây mình gọi là trấn Sơn Nam. Mà trấn Sơn Nam nếu theo sử liệu mà các cái cụ viện Hán Nôm mà lưu giữ lại thì trấn Sơn Nam được bao gồm là các địa danh rộng lớn gần như toàn bộ châu thổ sông Hồng, đồng bằng sông Hồng chúng ta, gồm các tỉnh như Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Hà Tây cũ và ăn vào mạng Thanh Trì, Hà Nội và vòng xuống các huyện Hưng Yên của chúng ta hiện tại đang. Nên là trấn Sơn Nam rồi chúng ta ngày xưa là rất là rộng lớn, gần như là bao trùm cái đồng bằng Bắc Bộ chúng ta, là đồng bằng châu thổ sông Hồng chúng ta. Đấy. Thì cụ khi cụ đăng quang cũng được cai quản cái xứ này. Đấy. Thì cũng có duyên thì cụ đi chọn, kể cả lúc làm quan đương thời cũng chọn cư ngụ trong cái thời gian mà cụ đi kinh kỳ hoặc là cụ mà nghỉ ngơi thì cụ đã về đây. Ở đây ngày xưa nó hình thành còn là một cái quán bối, chứ không phải là chưa lúc cụ sống thì chưa gọi là đình, còn là cái quán bối theo sử tích ghi lại thì cụ có ở đây lúc đương thời. Đấy. Và trong khi cụ đang làm quan thì cái thời kỳ đấy thì chúng ta là biết thời cuối thời vương thì giặc giã rất nhiều. Đấy, nhất là cái giặc nó gắn với cái truyền thuyết Kỳ Châu Trọng Thủy. Đấy. Thì có giặc giã đến thì thời kỳ đấy thì nếu thời cuối Hùng Vương thì lại gắn với cùng thời kỳ với sự tích chúng ta là Sơn Tinh Thủy Tinh, và cũng là hình thành cái sự tích của cụ thánh ở chỗ Bình Minh Trại Trạch, cụ Trừ Đồng Tử Tiên Dung. Đấy. Thì nếu theo sử liệu thì là cụ thánh chúng ta có nguồn gốc và cùng sinh sống cùng một thời và cùng được làm quan và cùng tham gia đánh giặc cùng với thời kỳ Sơn Tinh và cụ Trừ Đồng Tử. Nhưng mà tại vì do sử liệu với cái lưu trữ qua các cái triều đình, qua các cuộc chiến tranh thì sử liệu chúng ta đã không còn lưu giữ không được tuyên truyền, không được phổ biến rộng như cụ Trừ Đồng Tử với Sơn Tinh Thủy Tinh. Đấy, Sơn Tinh Thủy Tinh thì chúng ta là trong sách giáo khoa nên là từ bé chúng ta là ai cũng biết. Đấy. Nhất là cụ Trừ Đồng Tử cũng có trong sách có sử liệu nhiều, nhưng cụ thánh nữa của chúng ta thì là chỉ có sử liệu của viện Hán Nôm. Đấy, mà viện Hán Nôm đã lưu giữ gần đây nhất là từ thế kỷ 14 vào năm 1500, hoặc trong năm 1500 đấy, thì không được phổ biến nhiều mà không ít được sách đâm ra nhân dân chúng ta rất nhiều. Thì tôi nói cái sau khi là có giặc giã thì chính là cụ Hùng Duệ Vương đã cử Sơn Tinh và thánh cảng Sơn Tinh, và cụ thánh của chúng ta là một Nguyễn Mục là cầm 30 vạn quân đấy, để đi đánh giặc phía Bắc, giặc phương Bắc. Thì hai cụ này thì cầm quân đánh giặc thì có 3 vạn quân thôi, nhưng đợt đấy là nếu theo sử liệu mình ghi lại thì giặc giã xuống thì nó khoảng tầm 60 vạn, cái khoảng đấy, đông hơn nhiều. Nhưng hai cụ với cái tài thao lược thì đã đánh thắng giặc, và khi đánh thắng giặc trở về thì cụ tiếp tục làm phong tràm cai quản trấn Sơn Nam cùng châu thổ sông Hồng của chúng ta. Đấy. Và cụ đã chọn cái trang bối khê. Đấy, ở chùa trước thì gọi trang bối khê là nơi là nhà vua sẽ phong cho trang bối khê này, và cụ chọn đây và các cái hộ trong này là để cụ về đây ở. Đấy, kể cả về sau dưỡng già về hưu cũng mất đây, và trang bối khê này sẽ cái thời kỳ đấy là cụ được chọn và về đây cư ngụ và không phải đóng góp gì cả. Đấy, kể cả sau này cụ mất, thời kỳ đấy là không phải đóng góp gì với triều đình, và cụ mất thì chỉ có trách nhiệm cai quản các cái khu ruộng nương này và thờ cúng ngôi đình. Đấy. Nên là cụ phát tích ngôi đình và cụ thánh Nguyễn Mục của chúng ta là từ rất lâu đời, từ cái thời từ kỳ Hùng Vương cơ. Đấy. Thì cái tôi nói sơ qua để bà con nhân dân chúng ta cũng nắm được. Thì cũng nói lại về cái sự tích cái sự tích Hán Nôm như thế nào. Thì cái viện Hán Nôm hiện tại là xã mà nhà đình cũng không giữ được cái tài liệu Hán Nôm này. Tài liệu Hán Nôm này là hiện tại đang nằm ở trên viện Hán Nôm. Và cái đợt những năm 90 là đảng và chính quyền thời kỳ đó đấy đã cũng làm các cái thủ tục
để mà được để cụm di tích lịch sử chúng ta được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, văn hóa quốc gia. Đấy, chúng ta là di tích lịch sử văn hóa nhé. Như cái biển trước kia là chúng ta sắp sau này sẽ được sửa, bởi vì là biển đấy đang ghi là có di tích lịch sử thôi. Thế nếu di tích lịch sử văn hóa thì chúng ta gồm có tính lịch sử và gồm cả ca bảo quản và tồn và lưu giữ những cái văn hóa, ví dụ các cái lễ hội, các cái văn hóa văn nghệ như hát chèo hát thứ để phục hồi. Hiện tại chúng ta mới lưu giữ được cái lịch sử thôi, tính lịch sử thôi, còn văn hóa chúng ta chưa phát triển được. Cái này có sự thiếu sót, sự quan tâm từ trước nay. Đấy, sau này và tiếp tục trong thời gian tới thì có thể chúng tôi ngôi đình sẽ khang trang sạch đẹp, chúng ta sẽ khôi phục lại những cái lễ hội, những cái văn hóa để chúng ta lưu giữ được cả tính lịch sử và tính anh văn hóa của cụ đình chùa chúng ta. Đấy. Thì về cái sử tích Ấn Nôm thì tôi nói lại thì lúc khi đảng và chính quyền thời kỳ năm 1990, cái này thì tài liệu tôi lưu giữ được năm 94, các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền thì đó rất quan tâm, đã trình các cấp lãnh đạo để được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Đấy. Thì lúc đó thì nên huyện Hoa Nông sau đổ thì mới có cái sự tích của cụ. Đấy. Chứ còn chính quyền địa phương và đình kể cả sở văn hóa không có. Rồi sau này thì căn cứ vào cái đấy thì chúng ta mới nắm được cái sự tích của cụ. Thì cái huyện Hoa Nông lưu giữ được tài liệu là thực ra tài liệu ấy là bây giờ là tài liệu 1887. Những tài liệu này đã được sao lại từ tài liệu từ năm 1500 về cái sự tích lịch sử của cụ đình chúng ta. Thì còn về các cái sắc phong thì chúng ta hiện tại đang lưu giữ được 13 xã đạo sắc phong nguyên bản. Đấy, hiện tại thì do bảo quản của nhà đình chưa được tốt nên là chúng tôi chưa bàn giao ở đây, nhưng hiện tại chỗ bên văn hóa xã là đang quản lý 13 đạo sắc phong này. Và đạo sắc phong lâu đời nhất là năm 1710, đấy xạo đạo sắc phong đầu tiên hiện tại lưu giữ. Nhưng trước đó các cái triều đại trước như Đinh Lê, Đinh Trần thì chắc chắn là sẽ có, nhưng chúng ta qua cái gì thời gian không lưu giữ được. Đấy, thì những và đạo sắc phong hiện tại lâu đời nhất là 1710. Đấy, là và đạo sắc phong được gần đây nhất là tôi nhớ không nhầm là khoảng năm 1937, lúc đấy thì triều đại phong kiến chúng ta vẫn còn, thì là đạo sắc phong cuối cùng. Đấy, sau đó là do chúng ta là chiến tranh Pháp Mỹ các thứ thì các triều đại phong kiến là không còn nữa, thì là chúng ta đã không được. Nhưng hiện tại là để các ngôi đình chùa mà trong địa bàn tỉnh mà giữ được khoảng 13 đạo sắc phong là rất ít. Đấy, và nguyên bản chưa bị sao đổi. Đấy, nên là cũng báo cáo và thông qua quý vị đại biểu cùng là quý bà con chúng ta để nắm được sơ qua cái sự tích đình chùa của ta. Thì cụm đình chùa chúng ta thì tất cả các nơi ở trong địa phương cả nước này bao giờ cũng xây, bao giờ là cũng có giếng nước, mái đình cây đa, và theo đó là bao giờ cũng là có ngôi chùa để thờ Phật. Thì ý nghĩa của chùa thờ Phật thì chúng ta nắm được rồi. Đấy, chùa là những thờ Phật Thích Ca Mâu Ni. Đấy, chúng ta là bà con nhân dân chúng ta đến chùa là mong cầu bình an, may mắn, hoặc là sau cái buổi làm việc, những cái kỳ làm việc cuối tuần hoặc là cuối tháng định kỳ 1 năm rằm, chúng ta đến đây để nơi thanh tịnh. Đấy, để cầu an cho tâm nó thoải mái. Nhưng về ngôi đình lịch sử chúng ta thì các cụ ngày xưa cũng là xây lên để thờ thánh nhân, và thánh nhân này có công dựng nước và giữ nước. Đấy, thì để mà nói thì hiện tại trong đình chúng ta đang giữ được hai cái hoành phi, do cái công trình đang dở dang thì cái hoành phi ở gian ngoài gọi là gian đại bái này là chúng tôi vẫn chưa treo lên. Đấy, nhưng mà nếu mà quý bà con mà vào trong cung thì vẫn có hành phi, đang có treo hành phi đấy. Và ý nghĩa của cái hành phi của gia đình chúng ta này, thì có hai ý nghĩa là theo tài liệu sử lịch sử và cũng là theo chúng tôi đi tìm thì có nghĩa một bức hành phi mà thực ra là để các ngôi đình để mà treo các chữ này
gần như là theo tôi nắm bắt ở trong địa phương chưa có. Một bức hành phi là chúng ta ghi là thiên nam chi trụ, có nghĩa là cột trụ trời nam. Cái cụ này phải có công lao rất lớn, một trong những cái cột trụ của đất trời nam chúng ta. Đấy là một bức hành phi thiên nam chi trụ. Nhưng mà tôi cũng gửi cái này đi dịch thì cũng có một người là dịch là thiên nam tổ trụ. Đấy, thực ra là ý nghĩa thì nó cũng không khác nhau nhiều. Đấy, dịch ra thì nghĩa có thể là gì, nhưng mà thực ra là những mục đích là những cụ này có công lao to lớn, xứng danh một cột trụ của trời nam. Và một bức hành phi nữa là đang treo và có bốn chữ là hộ quốc an dân. Đấy, thì cái này thì theo tôi thì phải những tướng có công lao rất lớn thì mới treo chữ này. Vậy là chúng ta có hai bức hành phi cổ còn lưu truyền, và ý nghĩa chữ cũng là mục đích của cái này là rất lớn lao, và rất ít nhà đình có được những chữ này để treo trên đỉnh. Đấy, thứ nhất là hộ quốc an dân, và thứ hai là thiên nam chi trụ, cột trụ trời nam. Thì cụ thánh của chúng ta nếu theo sử liệu thì có những thời kỳ về ngày xưa, là kể cả bây giờ đa số là chúng ta vẫn là phụ thuộc vào nông nghiệp, nền nông nghiệp lúa nước từ cái thời Hùng Vương, từ Khắc Tích. Đấy, qua các triều đại như thế thì có những thời kỳ các triều đại, các triều đình là chúng ta đã bị hạn hán. Đấy, và lắng và mất mùa, không có mưa. Đấy, nhưng mà triều đình cử quan binh về đây cầu khấn, nhưng mà đi cầu cái này có ghi trong sử liệu, cái này thì sau này chúng tôi sẽ có để ghi thành sách để phát ra, hoặc là có lưu hành rộng bằng phương cách nào chúng tôi sẽ lưu hành rộng để nhân dân bà con trong địa phương và ngoài địa phương chúng ta lắm được về một số cái sự tích này. Thì tương truyền rằng là quan binh triều đình cũng tự đi cầu khấn một số nơi, dựng đàn lễ một số nơi, nhưng mà không hạn tình hành tình hạn hán nặng mà vẫn diễn ra. Đấy, thì sau đó thì có tổ chức một đàn lễ ở tại đình Bối Kê chúng ta. Đấy, mà sau khi đàn lễ đại loại ví dụ như chúng ta là lễ từ sáng, nhưng mà chỉ cần buổi chiều bắt đầu là mây đen thì đã kéo đến. Đấy, và mưa xuống để phù hộ cho bà con để làm kinh tế. Đấy, thì tránh được cái hạn hán được đấy. Đấy, nên là chúng ta là kể cả về các câu đối trong đình cũng là cái hoành phi là chúng ta có câu hộ quốc an dân. Nên là sau này khi phục dựng được khang trang thì cũng mong rằng quý bà con ở đây có việc gì thì cầu an hoặc là cầu vĩnh tâm thì chúng ta đến chùa, và cầu tài, cầu vận hoặc là cầu những cái may mắn thì chúng ta sẽ đến ngôi đỉnh. Đấy, để nó sẽ thiết thực và hiệu quả, thì cũng là cái tấm lòng lễ mọn để dâng lên con em hương của gia đình thánh. Thế thì tôi cũng có vài lời nói sơ qua để các quý vị lãnh đạo cùng quý bà con chúng ta nắm được. Thì trong thời gian vừa qua thì đình xuống cấp, thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận được sự đóng góp công đức của bà con gần xa, nhất là bà con tròn xóm quanh đây. Đấy, rồi là tất cả nhân dân trong và ngoài xã chúng ta đóng góp ủng hộ rất nhiều, thì chúng tôi mới có cái dựng được cái khung như hiện tại. Đấy, thì tại sao là chúng tôi cũng rất muốn cố gắng để hoàn thành vào cái dịp lễ này. Đấy, nhưng do vì cái điều kiện các thứ thì thứ nhất là về cái thi công, nhưng chủ yếu là về kinh phí. Đấy, chúng ta hạn hẹp, chúng tôi vẫn quyết tâm làm những cái hạng mục chính. Đấy, để làm sao cho khang trang, để sau này không phải dỡ đàm lại. Thứ nhất là chúng ta đã nâng được cái cốt nền, thì cốt nền chúng ta thấp. Đấy, chúng ta nâng cốt nền này sẽ cao giáo để sau này là không ở thấp, sẽ tránh được mối mọt. Và toàn bộ gần như là cái khung gỗ là chúng tôi đã làm mới hết, bởi vì cái khung gỗ cũ chúng tôi dỡ xuống tôi hỏng đến trên 80%. Đấy, có thể là có những hạng mục hỏng như toàn bộ.
nên là chúng tôi không lưu giữ được. Vậy hiện tại nếu mà tôi cũng báo cáo với bà con chúng ta là hạng mục gỗ chúng ta thì riêng phần nóc thì chúng ta mới có thể giữ lại được nhiều nhất là khoảng 1/3 là các cái dui và các cái hoành đấy, khoảng 1/3. Còn đâu là về các cái hạng mục khác, cột thì chúng ta có 18 các cái cột là chúng ta đã vừa lưu giữ và vừa phục dựng lại 5 cái cột. Thực ra là có 2 cái cột thì có thể là chắc chắn, nhưng mà chúng tôi cố giữ các cái nét cổ đấy, vừa có các cái cụ thế hệ trước thì chúng tôi đơn vị thi công đã khôi phục lại được thêm 3 cái nữa, thì hiện tại chúng ta là đang có lưu giữ được 5 cái cột từ thời kỳ trước. Mà tí nữa bà con nhân dân chúng ta vào lễ Noel Ai Đông chắc không để ý, thì trên cái cột của các thế hệ trước hiện tại đang có các hàng chữ nho ở trên đầu cột. Hàng chữ nho thì đã lưu giữ lại, chúng tôi đã cố lưu giữ lại và chỉ đạo đơn vị thi công là không được đánh mất cái chữ này, mặc dù là có cái qua năm tháng cái mối ngọt mờ đi nhưng mà vẫn giữ được. Và các cái hoành ở trên, các hoành mà màu đen cũ thì tất cả các hoành đấy gần như hoành nào cũng có những cái chữ nho, không phải chữ nho các cụ đánh dấu, vì cái đấy thì chúng tôi cũng không đọc được đấy, nhưng mà chúng tôi cố giữ được những cái đấy để sau này mà một thời gian nữa mà có việc trùng tu nào đó nữa thì thế hệ sau mà thì đỡ xuống thì cũng đã biết được chúng ta nên lưu giữ được những cái nhát cổ đấy, chứ đấy. Và hiện tại thì bây giờ là chúng tôi đã cố gắng và cũng được sự quan tâm và nhiệt tình ủng hộ của đa số nhân dân chúng ta ở trong ngoài nước, trong và ngoài xã. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng mong quý bà con rồi các đơn vị y tế chúng ta tiếp tục ủng hộ công đức để chúng tôi làm các hạng mục. Thì hiện tại chúng tôi là đang còn thiếu, đáng lẽ là cái hạng mục cửu bàn này thì do cái thời kỳ hợp tác xã là chúng ta không lưu giữ được, không cửu bàn đâu đấy, thực ra là cái tuổi chúng tôi không nắm được, cũng có thể các cụ nắm được cũng ngày xưa có không, nhưng mà gần đây là từ bé chúng tôi lớn lên là không thấy cửu bàn. Nhưng mà để phù hợp với kiến trúc Bắc Bộ, với kiến trúc của đình chùa thì chúng tôi mới quyết định lại quyết định đấy là sẽ phục hồi và làm lại toàn bộ cửu bàn đấy. Hiện tại chúng ta đang để trống đây do thiếu kinh phí, là chúng tôi chưa có nhà tài trợ đấy, thì chúng tôi cũng chưa cho nào. Nhưng mà sau buổi này thì chúng tôi tiếp tục kêu gọi, mà riêng hạng mục cửu bàn này chúng tôi sẽ kêu gọi những mạnh thường quân hoặc những đơn vị là tự bỏ tiền, tự thuê đơn vị thi công để làm đấy. Bởi vì nguồn tiền thiếu thì chúng tôi đã dành dụng để tiếp tục trả cái đơn vị thi công đang thi công đang dở này. Còn riêng cửu bàn này chúng tôi sẽ dành cho quý bà con hoặc mạnh thường quân vào để công đức vào và tự làm với cái theo chỉ đạo của tôi là phải chất lượng gỗ tốt đẹp, cái trạm cửu bàn đẹp đấy, thì để ngôi đình chúng ta khang trang. Đấy, sau này khi cửa bút bàn của chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ tăng trang đồng đạo, nhất là cái buổi khánh thành, hoặc là nếu sau năm chúng ta khôi phục được cái hội hè thì lúc đấy thì sẽ khang trang hơn. Ngoài ra thì vừa rồi chúng tôi kêu gọi thêm là các mạnh thường quân quy để chúng ta sẽ công đức, có tiền công đức vào hạng mục thì sau này chúng tôi sẽ gắn biển tên vào các cái cột hoặc là các cái vị kẻ. Đấy, thậm chí cửa bức bàn thì chúng tôi có 3 bộ, nếu ai có thể khả năng công đức cả 3 bộ là tốt, còn nếu không thì 1 bộ cũng được. Đấy, 1 bộ cũng được thì chúng tôi đã có liệt kê qua các cái giấy mời hoặc cao thành độ phát tán vào này, các đồng chí vừa gặp nhà đình và mình liên hệ tôi số điện thoại. Đấy, thì từ đăng ký thì chúng tôi sẽ tiếp nhận. Đấy, thì những cái cột đây thì chúng tôi đang dự tính, thực ra là dự tính là nếu mà ai công đức từ 2-5 triệu rồi đây thì có thể là gắn ở một cột và một cái chân cột đấy, hoặc nếu cột to cột cái thì là từ khoảng 3-5 triệu đấy. Đấy, nếu mà thì cũng mong là ngoài cái đấy thì tất cả các nhân dân ai đóng góp công đức từ của ít lòng nhiều, từ nhiều từ ít là chúng tôi tiếp nhận đấy, để cùng xây dựng nhà đình. Và hiện tại thì chúng tôi vẫn sau thi công xong thì vẫn nợ đơn vị thi công, thì cố gắng mình sẽ trang trải đơn vị thi công rồi. Còn một cái hạng mục chúng ta sẽ thi công tiếp theo, ví dụ như
cái ngôi đình chúng ta xuống cấp thì không thể tránh được là chủ yếu do mối mọt, nhưng mà cái hậu cung chúng ta cũng đang xuống cấp rồi, nhưng do điều kiện kinh phí nên chúng tôi cũng chưa đề xuất cái đấy. Nhưng nếu mà điều kiện kinh phí cho phép đấy, hoặc là chỉ cần hòm đủ hoặc thiếu một ít đấy, thì chúng tôi cũng sẵn sàng để cùng với nhà đình tiếp tục tu sửa cái hậu cung đấy, nâng nền hậu cung và tu sửa lại để tránh mối mọt. Bởi vì là nếu chúng ta tu sửa mà không đồng bộ thì là cái hậu cung sau này vẫn còn mối mọt thì sẽ lan sang cái đại bái này đấy. Thì ngoài ra thì như quý vị chúng ta đã biết, đã cũng nhìn thấy hiện tại lề chúng tôi cũng chưa lát được sân, sau này chúng tôi sẽ định nâng lên. Mà khuôn viên thì sau này chúng tôi sẽ làm một số cái đổi mới, ví dụ là chúng tôi sẽ khắc những cái văn bia để mà quý vị bà con đến chúng ta sẽ được trực tiếp đọc luôn là ngôi đình này sự tích như nào, hình thành như thế nào và thờ ai, thờ như thế nào. Và có thể những cái bia đá để ghi công đức cũng mạnh thường quân mà có đóng góp nhiều đấy. Nếu mà số thì để khuyến khích, ví dụ những người mà có thể đóng góp nhiều lên đấy. Như vừa rồi thì cũng có một hộ đấy, là bác Hoàng Văn Hanh ở thôn Cẩm Khê cũng đã công đức mỗi cột cá trị giá 300 triệu. Và cũng có một số đơn vị kinh tế như chú Đức Dụng của gia đình Khê, doanh nghiệp Bảy Vương đã ủng hộ là số tiền là 10 triệu. Còn các số tiền là 5 triệu các thứ, 5-3 triệu là cũng rất nhiều thì tôi không liệt kê được đây. Thì sau này những cái công đức này chúng tôi sẽ có những cái danh sách đầy đủ và sử dụng in ấn và làm sao để lưu giữ được lâu và đặt ở trong đỉnh để bà con chúng ta là đi xa về gần một lần mỗi dịp đến lễ thắp hương đấy, thì là sẽ lật dở tìm được về kinh phí. Thì chúng tôi cố gắng đảm bảo là cái nó sẽ minh bạch và rõ ràng nhất có thể. Thì vừa rồi thì thay mặt đảng ủy ban xã, chúng tôi cũng có đôi lời. Thứ nhất là cũng nói sơ qua về cái sự tích đến lại quá trình tu sửa của ngôi đình đấy, và chúng tôi vẫn tiếp tục kêu gọi quý vị rồi là quý bà con nhân dân chúng ta tiếp tục là góp những cái sức mọi sức nhỏ, dù là cái nhỏ nhất đến có khả năng là lớn nhất có thể, để chúng ta là làm sao mà ngôi đình chúng ta khang trang đấy, để hoàn thành được sớm nhất đấy. Và sau này đến đình chùa chúng ta đã hoàn thành rồi, và đình chúng ta mà lại không hoàn thành được thì là đình cụ đình chùa chúng ta thì cũng không thể coi được. Nên là chúng tôi trong thời gian sớm nhất có thể là sẽ hoàn thành làm sao cúp bình chùa chúng ta sau này bà con nhân dân Phật tử hoặc là các cái khách thập phương đấy, đến đây chúng ta làm sao là có địa điểm chiêm bái là tốt nhất. Trên đây vừa rồi cũng có đôi lời trước khi dừng lời, cũng xin một lần nữa trân trọng cảm ơn quý đại biểu quý bà con đã bớt chút thời gian đến tham dự rồi dâng lễ cùng tham dự lễ thánh cùng với ban quản lý cùng với nhà đình. Và sau buổi này thì cũng trân trọng mời quý đại biểu cùng quý bà con thì tất cả mọi người có mặt đây, hoặc là những ai mà đang ở ngoài mà đang vắng cảnh chúng ta quay lại cùng với nhà đình để cùng chung lộc với gia đình cùng chung vui. Và chúng tôi sẽ tiếp tục sẽ chia sẻ những cái câu chuyện và những cái đóng góp cùng với bà con. Một lần nữa tôi xin trọng chân thành cảm ơn và chúc quý vị mạnh khỏe. Vâng, vừa rồi ông Tường Thế Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó trưởng ban quản lý di tích đã thưa với các cụ các vị về cái lịch sử chúng ta thờ vị tướng ở đây và cái quá trình cái lý do và cái quá trình mà xúc tiến công việc trùng tu tôn tạo lại cái ngôi đình này. Thì trước ngôi đình này thì chắc là chúng ta cũng biết rồi, cái lần dỗ thánh đức thánh trước
là các cụ của ban thánh tiết này đã phải dùng rất là nhiều cái cột thép và cái xà thép để chống. Báo cáo với các cụ là quý vị là cái đình của chúng ta là tính ra thì là ở cái thời Hùng Duệ Vương thứ 18 là trước công nguyên, tức là 2000 mấy trăm năm rồi. Sau này thì các triều đại phong kiến người ta thờ cái đức thánh Nguyễn Mục này thì người ta xây. Chứ còn theo cái thần phả thì trước kia là cụ Nguyễn Mục này khi được về Trang Bối Khê làm trấn thủ của trấn Sơn Nam thì là cụ chỉ dựng một cái hành cung để cho binh sĩ ở, và đồng thời là cai quản cả một cái một vùng rộng lớn là Sơn Nam chứ không phải là Châu Giang đâu nhé. Có những người thì nói là một vùng Châu Giang, không phải đâu. Châu Giang là cái huyện Khói Châu, Văn Giang ghép lại cái thời gian gần đây thôi. Chứ còn Sơn Nam xưa thì như ông Đoàn đã nói rồi, bao gồm Thanh Trì của Hà Nội, Hà Tây cũ, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình và Hưng Yên của chúng ta, đấy là cái trấn, gọi là một trấn. Thì cụ một người là trấn thủ của trấn Sơn Nam, mà đây là thủ phủ của trấn Sơn Nam. Như ở các cái bài viết về cái tích thờ cụ Nguyễn Mục thì tôi cũng đã nói nhiều rồi. Ở trong tích thì nói rất nhiều về cái tình cảm của và cái công trạng của tướng Nguyễn Mục đối với người dân của Bối Khê. Trước kia là Bối Khê xã mà, Đông An huyện, Đông Kết xã, Bối Khê xã, Đông An huyện và Đông Kết tổng Đông Kết và Khói Châu phủ, Đông An huyện Khói Châu phủ. Có nghĩa là cái đơn vị hành chính của ngày xưa là người ta chia rất là nhỏ. Thế thì ở đây đã từng là thủ phủ của trấn Sơn Nam do cụ Nguyễn Mục cai quản. Thế thì có cái tình cảm của cụ Nguyễn Mục đối với người dân Bối Khê thì nó rất là sâu nặng, rất sâu nặng. Ở các cái dòng họ của Bối Khê sau này, trong đó là có họ Đỗ Tràng, họ Đỗ Quang tôi được biết, và một số dòng họ khác đã từng ra cái bãi bồi sông Hồng ngày xưa, là bây giờ là thuộc cái thôn Đinh Tập, xã Đại Tập, định cư ở đấy từ đời thứ, ví dụ như là dòng họ Đỗ Tràng là các cụ định cư ở đấy từ đời thứ 9 cơ, tức là đón các triều đại phong kiến người ta về, người ta tu sửa và tế lễ ở đình, ta xây dựng, ta tu sửa, ta tế lễ, tế thánh. Tức là các cái dòng họ ở đấy thì bây giờ vẫn còn sinh sống ở đấy. Thì quá trình tôi ở quân đội thì tôi ở cái đài điện báo, thì tôi đi cơ động gần như là khắp cái miền Bắc này, ở đình chùa nào tôi cũng đến xem là thờ ai, thờ gì. Và tôi về thì là mình trước là còn nhỏ thì được học cấp 1 ở đây. Thế thì cái ngôi đình cổ là nó cửa bước qua là có từ thời đấy là đầy đủ hết. Rồi sau nó mới hỏng dần cái quá trình hợp tác xã chúng ta sử dụng làm cái khu vực mà sản xuất tiểu thủ công nghiệp hàng xuất khẩu thì là nó mới bị mai một đi. Chứ còn quá trong quá trình lịch sử nữa thì do chúng ta không trông nom và tu sửa. Thế còn khi tôi tìm hiểu về cái đình này thì là lúc bấy giờ mình chưa có cái thần thoại, chưa có thần thoại thì chưa biết là thờ ai, thờ cái gì cả. Thì là đi tìm hết, tất cả nhờ các cụ biết chữ Hán, tìm ở kể cả công đầu, kể cả là nóc, rồi là trong các cái sắc phong thì các cụ là chỉ biết ngày tháng thôi. Thế còn nghĩa của chữ thì không biết, chỉ đến khi mà chúng ta làm cái hồ sơ đề nghị công nhận là di tích lịch sử văn hóa thì khi chưa đủ bằng chứng thì tỉnh người ta chưa công nhận. Thế thì chỉ đến khi thấy thần phả thì là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, như các cụ đã biết rồi, đã về đây tổ công nhận và tổ chức làm cái di tích lịch sử và văn hóa. Văn hóa thì nó rất là rộng, cái lĩnh vực văn hóa thì nó rộng lắm, kể cả cái nghệ thuật kiến trúc
họ về đây họ xem thì là cái nghệ thuật kiến trúc của các cụ xưa thì là rất là quý, cho nên người ta công nhận là lịch sử và văn hóa. Nguyên bản của đình thì ngày xưa trước đây theo các cụ nói thì là còn một cái ngôi đại bái nữa, ngôi đại bái gồm 5 gian và 2 dĩ. Thế thì khi chúng ta thằng Pháp đô hộ nước ta hàng trăm năm, thế thì nó về nó xây dựng cái bốt ở Lạc Thủy này, các cụ cũng sợ là nó vào đình nó đóng bốt, mới đang phá cái ngôi đại bái, thì toàn bộ vật liệu hình như là nó sử dụng để nó xây cái bốt Lạc Thủy. Mà sau này mà phá bốt Lạc Thủy thì là các cái hộ dân lên mà lấy gạch lấy gỗ, rồi là kể cả các cái gỗ của đình ngày xưa mà dưới ủy ban nhân dân xã đấy, đóng bàn ghế đóng tủ có rất nhiều gỗ. Tôi thì là tôi đã theo dõi về cái nguồn gốc của cái đình này từ rất lâu, nhưng mà bây giờ tôi đã viết rất nhiều bài về cái di tích này rồi. Còn tôi sẽ viết một bài nữa về cái tình cảm của cụ đối với cái đất này và người dân ở đây, không những chỉ là ở Bối Khê đâu mà cả một cái trấn Sơn Nam này, một vùng rộng lớn như thế. Đó là cái ý nghĩa lịch sử nó rất là to lớn, và cái thời kỳ của cụ là thời kỳ các vua hùng dựng nước. Thế thì trải qua bao nhiêu đời, chúng ta ở Việt Nam chúng ta là liên tục có ngoại xâm, nó xâm chiếm nước ta, đặc biệt là Trung Quốc, nó đô hộ nước ta hàng nghìn năm, đô hộ nước ta, nó kìm kẹp nước ta, đô hộ nước ta. Và trải qua các đời thì rất nhiều là anh hùng hào kiệt mà được nhà nước công nhận là những anh hùng hào kiệt đã có công với nước và công chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước nhiều lắm, kể cả thời Trung Mỹ chúng ta là gần đây nhất, và kể cả thời kỳ chống Trung Quốc đưa vũ khí vào Campuchia đánh phía Tây Nam chúng ta, phía Bắc cũng đánh chúng ta. Nói chung là trải qua tất cả các đời thì nó có chúng ta rất nhiều anh hùng hào kiệt, mà đời chống Mỹ của chúng ta thì cực kỳ phần lớn các gia đình đều có liệt sĩ chống Mỹ chống Pháp. Đó. Rất nhiều liệt sĩ, nên những người có công với nước thì chúng ta phải đời đời ghi nhớ, đặc biệt là những anh hùng dân tộc càng phải ghi nhớ, càng phải giữ gìn. Thôi cái thời tiết có lẽ hôm nay thì là rất nóng, tôi cũng muốn nói nhiều thêm, nhưng mà ở các cái bài viết trên đài truyền thanh thì tôi đã viết khá là nhiều lần rồi, và tôi sẽ viết một bài nữa về cái tình cảm của người dân ở trấn Sơn Nam và Bối Khê nói riêng với cụ. Sau đây thì có lẽ là xin được kính mời các cụ, các vị đại biểu ở dưới có ai muốn tâm sự hoặc là phát biểu gì không ạ? Xin mời các cụ, các vị, chúng ta có thể là tọa đàm trao đổi thêm không ạ? Có cụ nào hoặc là các ông các bà? Bây giờ cũng là 9:10 rồi, thời tiết thì cũng đang nắng lên. Có lẽ là xin phép các cụ các vị, chúng ta bây giờ chuyển sang phần thu lộc nhỉ. Thế thì riêng các vị đại diện cho các tổ chức của địa phương, cả quỹ tín dụng nhân dân, ban thánh tiết của đình Lạc Thủy Đông Kết, đình Cân Thượng, đình Văn Chỉ, xin kính mời các cụ các vị chúng ta vào trong nhà đây, vào trong nhà khách này. Các cụ các vị ở các ban thánh tiết và các cơ quan quỹ tín dụng nhân dân này, rồi là các tổ chức tập thể, chúng ta xin kính mời các cụ quý vị chúng ta vào trong nhà khách này. Thế còn là toàn bộ các cụ các vị chúng ta ở ngoài nhé. Sau đây xin kính mời một phần hậu cần, chúng ta sẽ sắp lại bàn ghế và chuyển lộc lên chồng, chuyển lộc thánh nhân để mọi người chúng ta thu lộc. Và trong quá trình thu lộc thì tôi sẽ đọc danh sách các tập thể và cá nhân đã công đức trong cái buổi lễ dỗ thánh ngày hôm nay.